Đã bao giờ bạn bị thu hút bởi hình thức của ly latte? Ví dụ 1, 2, 3. Để làm ra được ly latte với hình thức bắt mắt này, bạn phải đầu tư lên đến gần 100 triệu và kinh nghiệm pha chế phải đến 3 năm. Để tôi chỉ cho bạn con đường khác rẻ và hiệu quả hơn. Latte có hương vị rất nhạt. 95% khách hàng Việt Nam đi uống thử latte đều không muốn uống lại lần sau vì nó quá nhạt. Nếu chúng ta biến đổi lại hương vị phù hợp với người Việt Nam hơn thì sao? Đồ uống số 12, latte Việt Nam đóng. Tôi là Doji, giảng viên pha chế và là người đồng sáng lập ra pha chế online đầu tiên. Đây là nơi các bạn được học công thức đồ uống cốt thấp, lai cao. Cốc sứ trong suốt 260ml là định lượng hoàn hảo cho latte Việt Nam nóng. Bước 1, rót nguyên liệu vào đun nóng. Đầu tiên, rót 20ml nước sôi và 20ml sữa đặc vào xo. Tiếp theo, rót 120ml sữa tươi vào xo. Bật bếp ở mức 600 đến khi sủi tan. Ok, tắt bếp. Rót ra cốc. Thả một viên đá vào xo. Hoàn thành bước 1. Bước 2, trang trí. Rót 30ml cà phê vào chai nhựa. Lắc tạo bọt cà phê. Đổ bọt cà phê vào cốc. Hoàn thành xong bước 2. Bước 3, phục vụ. Phục vụ kèm đĩa bé, thìa bé và cốc nước lọc. Hãy cùng tôi tổng kết lại công thức latte Việt Nam nóng. Bước làm rút gọn latte Việt Nam nóng. Bước 1, rót nguyên liệu và đun nóng. Rót 20ml nước sôi và 20ml sữa đặc vào xo. Rót 120ml sữa tươi vào xo. Bật bếp ở mức 600 đến khi sủi tan. Tắt bếp. Đổ vào cốc. Thả một viên đá vào xo. Bước 2, trang trí. Rót 30ml cà phê vào chai nhựa. Lắc tạo bọt. Đổ bọt cà phê vào cốc.
Bước 3, phục vụ. Phục vụ kèm đĩa bé, thìa bé và cốc nước lọc. Thực sự cái tên latte xuất hiện rất nhiều trước mắt chúng ta, nhiều đến nỗi nó đã khắc sâu tâm trí của ta lẫn khách hàng. Do đó, phần trăm cơ hội khách hàng gọi latte là rất cao. Hãy cùng xem giá cốt và giá bán để biết chúng ta lời lãi thế nào với ly latte nào. Chúc mừng bạn đã nhận được mọi thông tin từ đồ uống latte Việt Nam nóng. Hãy bình luận xuống phía dưới để tôi biết được nếu như bạn còn thắc mắc. Tạm biệt và latte dạng đá sẽ được chia sẻ trong bài học tiếp theo. Tại sao cappuccino Việt Nam lại có thể bán với giá cao hơn những đồ uống cà phê khác? Bởi vì đối tượng khách hàng mong muốn thưởng thức đồ uống này.